Các bạn nghe karaoke Tuấn Sơn. Tuấn Sơn mai phải lấy vào lấy cái này nhá Tuấn Sơn nhá. Đẳng cấp luôn. Còn này mà đeo thì hết hơi luôn đấy Tuấn Sơn ạ. Hay Tuấn Sơn này thích cái loại này đi mẹ rồi thích cái loại này. Đấy. Ao luôn. Đi nhỏ, em chào anh, chào bạn các bạn nha, chúc các bạn buổi tối vui vẻ nha. Ngồi chuyện ở nhà mọi người tí cho nó vui. Đức Nguyễn, cảm ơn bạn Đức Nguyễn nha. Ok bạn là Minh Nam nhá. Buổi tối chúc các bạn một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ nha. Cháu chúc chú. Cháu vừa chia sẻ rồi chú đọc tên cháu bạn là Huân Cấm à. Ok, Út Bích em gái. Bạn hàng bận quá em gái ạ. À. Giá sao vậy bạn Duy à? Ở đâu nhỉ? Có rồi. Cái này tùy ví bao tiền ra tí nữa hai cái ví rất là nghiêng nhau. Ok cảm ơn bạn Triệu Văn Tiến nhé. Chào anh Huy Thạch ạ. Tôi vừa like xong anh ạ, đồng giá 220k. Đây bao nhiêu đấy, giá cực kỳ rẻ luôn, bảo hành 6 tháng và cái này chuyển anh nhá. Phải đẹp nhờ vuông kìa. Giày vừa em vừa like rồi anh ơi. Chiều mai bọn em sẽ lên lại like giày cho anh em nhé, buổi chiều ngày mai ạ. Cái hai này đẹp rất đẹp anh chị em ạ. Chào anh Minh Nam. Nó trên 50 TikTok à? Thì chưa xây dựng xong cửa hàng nữa là chưa lên TikTok anh nhé. Quá ok, sốt thú. Ui giời, cảm ơn bạn đã bạn lấy được hàng rồi. Hàng đẹp. Giá mềm đúng rồi bạn Tâm Tô Minh Nguyễn. Cảm ơn bạn nhé. Chú có bán sang Hàn không? Tôi không gửi được bạn ạ, tôi không biết gửi. Đứng lên mạng nữa này, tá ơi, bọn cháu nó cái gì đấy? Lưu Bị ơi, cái gì? Mẹ cái thằng này chặn mày vào cho nó. Chào anh Văn Thái, những cái hàng này cầm tay hay là đeo chéo đều được anh nhá. Cái hàng này bây giờ nó rất là đa dạng. Có cái như ngày xưa Facebook này chặn phát là chặn hẳn luôn đi. Chặn luôn trước như thế. Ngày xưa anh vẫn chặn bình thường. Chào anh Nguyễn Thùy ạ, à, rất cảm ơn anh ủng hộ về tinh thần là được rồi anh ạ. À. Còn gửi sang Hàn thì tạm thời là chưa có phương án vận chuyển anh nhá. Cảm ơn anh rất nhiều luôn. Ok bạn Kiều Việt Dũng nhá. Chú có bán trên TikTok không ạ? À? Chú có nhưng mà chú chưa bán trên TikTok. Một vài hôm nữa xây dựng xong kênh thì bọn em sẽ lên TikTok rồi nhá. Bạn Hoàng Thị Thu Hoài à, bạn mình chưa bán đồ nữ bạn ạ. À. Chào chị Nguyễn Tâm Tony ạ, à. Em vừa nhận được hàng rồi, chinh ưng lắm, cảm ơn chị rất nhiều chị nhá. Ok bạn Minh Nam nhá. Anh giới thiệu giày đi. Anh em thích giày chỗ anh. Bạn là Phạm Minh Tú mua rồi chắc là. Đấy cả anh Nguyễn Ngọc Thuân cũng đã okay, nhận được giày nhá. Ờ thật ra lưng Thuy Thạch ơi, chú chú vừa like thật lưng đấy, cho xem lại cái live stream trước ấy, chú ra nhiều lắm, mấy chục loại đấy. Mấy chục loại lên anh lên 606 đi anh. À, này à. Không có sáu cái gì nhỉ? Đôi giày. Đây đây đây. Đôi này là cả nam cả nữ đi này anh em này. Nha, cả nam cả nữ đi nhá. Thể dục này, tennis này. Đấy, cái này thì có hai màu cho anh em lựa chọn nhá. Chú cho cháu đặt thắt lưng này chú nhá. Ok cháu chúc gửi cái chụp này xong gửi chú nhá. Ok cháu. Có bán giày nam thì rất nhiều anh trai Tuyên ạ, à. Cực kỳ nhiều mã giày nam cho anh em lựa chọn luôn. Bạn Lê Hiệu ơi, chỉ có 225k là ok rồi, bảo hành 6 tháng thôi nhá, không có 300k bạn ạ. Đấy, mình không bán thì chú có gần bến xe đi không, nhà chú gần Phạm Công nhá. Anh chơi không để tâm đến bọn rẻ rách, loại ghen ăn tức ở, ăn nói vớ vẩn, chấp gì. Ok Út Bích nhá, cảm ơn em gái nhá. Đôi đang cầm tay bao nhiêu ạ? À? 225k miễn ship toàn quốc nhé, bảo hành 6 tháng cho các bạn nhé. Đấy. Cảm ơn bạn ngày ấy bây giờ nhé. Vào đóng hàng dần thì không ai lại không ấy. Tuyệt vời, ok bạn nhé. Cảm ơn bạn là
Chào anh trai Tuyên ạ, đôi chú đang cầm giá 225k anh nhá, bảo hành 6 tháng và miễn phí vận chuyển. Đây là đen trắng này. Có hai màu. Đấy. Đây là đen trắng xanh này. Trắng xanh này bây giờ mùa này đi biển rất đét anh em. Đây dây lưới đây bạn ơi. Dây lưới đây mà. Anh ơi, chú Tuyên. Đấy, số không mẫu thì rất nhiều anh ạ.